sang lụa lá gấm hoa vàng gió. Em không đi tìm người yêu tôi chẳng hay đen, em không đi tìm người yêu say đắm xa hoa, anh không đi tìm người yêu cao quý nước nhà. Lụa cao sẽ các em ơi, có gì bận lộn vâng. Rồi, kính chào toàn thể cả nhà, kính chào bà con. Cái gì con? À hôm nay được rồi. Hôm nay Hùng Nghị quay một clip về cái con xe đã từng đưa cả gia đình đi buôn bán làm ăn, cũng nhờ nó nổi tiếng và bây giờ nó đã xuống cấp và hư. Đó đây này, Hữu Nghị tháo hết rồi, thắng đĩa thắng đồ tháo hết ra để mình đem đi làm, nhưng mà không có chỗ nào người ta làm hết. Đây, phuộc thì mình gắn đèn cặp bên đèn cặp với là hai cái lò xo bự. Đó, hai cái lò xo to. Đó, bây giờ Hữu Nghị sẽ làm lại, nhưng mà làm bằng cái xe ba bánh, xe ba gác mà người ta hay đi chở chở hàng đồ đó. Đây, bây giờ người ta nó bị bể bạc đạn trong cái bánh này này này, quý vị thấy này, nó bể trong bạc đạn trong đây, mà nếu tháo là phải xả hết ra luôn, xả hết cái vàng đây ra. Đó, nên gì rất là cực, mà làm vậy thì đi một vài tháng nó lại bể nữa, bởi vì bạc đạn ở đây họ không có bán cái đồ tốt cho mình, nên chi nó dễ bị bể bạc đạn lắm. Mà xe này tải quá nặng, nó tới 2 tạ mấy. Đó, còn cái bình của nó không là hai người khiêng, bình 200W này hai người khiêng. Bánh này thì nó cũng yếu, bánh Honda mà, nên chỉ tải nặng quá, mà ba cha con với hạn là thêm 2 tạ nữa là nó thành 3 tạ mấy 4 tạ rồi, nên chỉ thấy cái con xe nó tải rất là tội nghiệp cho nó. Rồi bây giờ nó lại xuống cấp đi không có được nữa, nó bể bạc đạn trong đây, bể bạc đạn trong đây rất khó là đi, chạy không nổi luôn, chạy số 1 không, xe 4 số mà chạy số 1 không. Bây giờ Hùng Nghị sẽ hạ bên xuống, cái bên xuống và đưa ra ngoài để mình kêu gọi anh em nào biết chỗ nào ráp xe mới á, ráp cái xe mà xe ba cái bánh mà chở hàng á, là anh em nhớ giới thiệu cho Hùng Nghị nhé, để Hùng Nghị đóng một cái thùng gọn giống vậy thôi, để cho con nó đứng trong đó đó, mà mình làm cái dàn mưa gió nó không có bị tạt. Đây này quý vị thấy này, này quý vị thấy này, bạch đạn nó bể này, bể này, nó bể nghe lắm, chạy không được, mình thấy nó vậy đó, thấy nó vậy này. Thấy nó vậy, nhưng mà khi mà chạy á, là nó đè xuống là chạy không nổi luôn, thì bạc đạn nó bể nát luôn rồi. Cái bánh này là bánh đặc nha, nó bằng an ninh này, nhưng mà không sao. Đây, mình cũng làm cái ba bánh giống vậy đó. Cái ba bánh giống vậy đó, nhưng mà mình phải làm cho nó ngắn lại, gọn lại, nhỏ lại, bởi vì nhà mình nó hẹp, không có đưa vô đây được, nên vì mình sẽ làm cho nó nhỏ lại nhé. Anh em nào biết chỗ nào gần đây ở khu vực Vĩnh Lộc, Bình Tân, Tân Phú, Tân Bình rồi vậy đó, Bình Chánh rồi, gần đây anh em nào biết chỗ nào ráp xe ba bánh đó, thì chỉ giùm cho mình nhé, mình cảm ơn nhiều lắm, bởi vì nó xuống cấp không thể đi được. Nếu mình làm được cái xe ba bánh kia là cái con máy đó là tới 175 phân khối, là nó mạnh gấp
gần gấp đôi cái xe này rồi. Nên chi là mình không có tải nặng thì mình đi có thể là nhiều năm. À, mình không đi buôn bán mà mình chở con đi chơi bằng xe đó cũng được. Rồi thích ca hát đâu, đi cho thuê dàn nhạc này cũng được, không sao cả. À, nên chi là mong anh em nhiệt tình chỉ giùm nha. Cái gì anh em cứ bình luận vô trong clip của Hữu Nghị cũng được. Đây này, các bạn thấy nó an ninh này. An ninh này rất là nhiều. An ninh vô này, phải bình. Hai cái bình. Tuy nhiên cái bánh này mà nếu mà mình dùng bằng hơi là nó sẽ bể ngay. Bởi vì mình chở nặng. Bánh này bánh đúc luôn. Đem đến chỗ mà người ta làm gọi là bánh ruột đặc á, mình đem tới cho họ ép vô luôn, họ làm luôn. Mình không có làm được vì nó nặng lắm, nó không có hơi mà. Nên chi là họ lấy đinh họ đóng vô cũng không sao hết. À, các bạn nhớ nha, nếu mà anh em nào mà đi chợ hàng đường dài á là nên dùng cái loại vỏ không có ruột. Tất nhiên là ở trong nó làm đặc luôn, họ đúc đặc tông luôn để cho nó an đinh, nó cũng không có lủng. À, và bây giờ Hữu Nghị sẽ lôi ra lấy ra để cho có lẽ đem anh em nào mà chỉ thì Hữu Nghị sẽ đem cái xe này có thể là chạy được, vẫn chạy được nhưng mà chạy ngắn thôi, 1-2 cây số mà lui thôi, mà chạy số 1, số 2 không à, chứ không có chạy được số 3, số 4 vì nó nặng lắm. Bây giờ thì sẽ hạ tải nhé. Chuẩn bị mà làm cái xe này rồi là đi khắp đất nước. Vừa đi đâu là đi, vừa làm từ thiện, vừa đi buôn bán, vừa hát rong chơi, vừa cho thuê dàn nhạc luôn. Nên như bà con nào biết chỗ nào ráp cái xe đó, hôm nay là bắt đầu ngày mùng 4, mùng 5 tháng 4 rồi. Mình làm trong vòng một tuần thôi là xong để mà đi. Các bạn biết này, mình có 3 cái thắng đĩa nhưng mà xe này nó nặng quá, thắng đĩa nó không có ăn, nó lùa không mà nó ít ăn lắm. Mà xe này là có số ve luôn, mình làm có số ve lui luôn. Rồi nếu mình sẽ nổ máy lên và ve lui cho anh em thấy nhé. Bạn đứng đó nha con, rồi nữa ba sẽ cho con đi nha. Đấy, bà con thấy này, xe nhỏ thôi nhưng mà tải rất là nhiều. Còn đây là những con xe mà gắn bó với cha con của Hữu Nghị đầu tiên đi bán vé số.
có một chiếc nữa nhưng mà cho người ta rồi, cho người bệnh hoạn rồi, tại vì người ta không có xe. Đây các bạn thấy chở rất là nặng nên chi xe giờ xuống cấp, giờ mình cần đổi một chiếc ba bánh đó. Chiếc ba bánh thì nó to hơn, nó cồng kềnh hơn, nên chi mình phải thiết kế cho cái thùng nó nhỏ lại. Bây giờ mình để đây luôn. Giờ mình đăng lên để anh em nào xem á, thì cứ liên hệ với Hữu Nghị qua số điện thoại 039 875 6487 anh em nha.